Lại có nói rằng tự luân a này như vĩ luân quang minh của Khổng Tước, về quanh hành giả mà trụ trong đó, tức là trụ nơi Phật vị. Lại nữa, ba chữ A Sa Phược là tổng nhiếp ba bộ, chữ A là Như Lai bộ, chữ Sa là Liên Hoa bộ, chữ Phược là Kim Cang bộ. Tùy trong một bộ đều có năm chữ, đó là tự luân, là từ luân chuyển này mà sinh các chữ. Luân là sinh nghĩa, ví như từ chữ A Bồ Đề tức chuyển sinh bốn chữ, gọi là một chữ A, đây là tu hành luân, tức đã phát tâm sẽ tu các hạnh. Chữ thứ hai là ám, là thành Bồ Đề luân, tức tu hành rồi sẽ chứng Bồ Đề. Chữ thứ ba là á, là đại tịch diệt niết bàn luân, tức là đã đến được Bồ Đề. Chữ thứ tư là ác, là phương tiện luân, mà đường ở trong chữ A quanh bốn chữ này, từ dưới thứ lớp vòng qua bên phải cũng như luân tướng. Đưa ra một ví dụ ngoài chữ tập. Nếu hành giả có thể thấu đạt như vậy thì sẽ nhập vào được môn Đà La Ni, chuyển vòng vô ngại, nên gọi là luân tự phẩm. Đủ thứ bài bố vòng tròn nên gọi là trang nghiêm. Di già bèn thăng lên tòa ngồi bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, ta đã đắc được diệu âm Đà La Ni, phân biệt biết được lời nói của chư thiên trong 3.000 đại thiên thế giới, các dòng dạ xoa, càn thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người, với các phạm thiên hết thảy lời nói như 3.000 đại thiên thế giới này, mười phương vô số cho đến bất khả thuyết thế giới cũng đều như vậy. Di già đại sĩ bèn thăng lên tòa ngồi bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ta đã đắc được pháp môn diệu âm Đà La Ni, phân biệt biết được lời nói của tất cả chư thiên trong 3.000 đại thiên thế giới và các tất cả các loài rồng dạ xoa, càn thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người, với các phạm thiên hết thảy lời nói, ta cũng đều biết rõ phân biệt được như 3.000 đại thiên thế giới này, mười phương vô số cho đến bất khả thuyết thế giới cũng đều như vậy. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn Bồ Tát Diệu Âm Đà La Ni Quang Minh này, như các đại Bồ Tát vào khắp được đủ thứ biển tư tưởng của tất cả chúng sinh, đủ thứ biển thi thiết, đủ thứ biển danh hiệu, đủ thứ biển lời nói, vào khắp nói biển tất cả câu pháp thầm mật, nói biển tất cả câu pháp dốt giáo, nói biển câu pháp trong một sở duyên có sở duyên tất cả ba đời, nói biển câu pháp thượng đẳng, nói biển câu pháp thượng thượng đẳng, nói biển câu pháp khác biệt, nói biển câu pháp tất cả khác biệt, vào khắp biển tất cả chú thuật thế gian, tất cả âm thanh trang nghiêm luân, tất cả bờ mé tự luân khác biệt. Những công đức như vậy, ta nay làm sao biết được, nói được. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn Bồ Tát Diệu Âm Đà La Ni Quang Minh này, như các đại Bồ Tát vào khắp được đủ thứ biển tư tưởng của tất cả chúng sinh, đủ thứ biển thi thiết, đủ thứ biển danh hiệu, đủ thứ biển lời nói. Ngài có thể vào khắp, nói biển tất cả câu pháp thầm mật, nói biển tất cả câu pháp rốt ráo, nói biển câu pháp trong một sở duyên, có sở duyên tất cả ba đời, nói biển câu pháp thượng đẳng, nói biển câu pháp thượng thượng đẳng, nói biển câu pháp khác biệt, nói biển câu pháp tất cả khác biệt. Ngài có thể vào khắp biển tất cả chú thuật thế gian, tất cả âm thanh trang nghiêm luân, tất cả bờ mé tự luân khác biệt, đủ thứ những công đức như vậy, hiện nay ta làm sao biết được, nói được. Thiện nam tử, từ đây đi về hướng nam có một thôn xóm tên là Trụ Lâm. Ở thôn xóm đó có vị trưởng giả tên là Giải Thoát. Người đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào thành tựu Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào tích tập Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào suy ngẫm tu Bồ Tát hạnh? Thiện nam tử, từ đây đi về hướng nam có một thôn xóm tên là Trụ Lâm. Nơi này là phương tiện cụ túc trụ, chứng đức sở kiến lập. Ở trong thôn xóm đó có vị trưởng giả tuổi cao, có đức tên là Giải Thoát. Trưởng giả đó tu căn lành đều vì giải thoát tất cả chúng sinh, cho đến khiến cho chúng sinh chứng đại niết bàn. Người đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào thành tựu Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào thích tập Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào suy ngẫm tu hành Bồ Tát hạnh? Bấy giờ thiện tài đồng tử nhờ các vị thiện trí thức nên đối với pháp nhất thiết trí sinh tâm tôn trọng thâm sâu, trồng niềm tin thanh tịnh thâm sâu, tự tăng ích thâm sâu, bèn đảnh lễ di già, rơi lệ buồn khóc, nhũ quanh di già vô lượng vòng, hâm mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi.
Lúc đó Thiện Tài đồng tử nghe lời giáo huấn của Duy Già đại sĩ, nhờ hiểu biết rất nhiều về Phật pháp nên ngài đối với pháp môn nhất thiết trí, niệm niệm sinh vô lượng trí huệ, niệm niệm diệt vô lượng ngu si, sinh tâm tôn trọng thâm sâu, trong niềm tin thanh tịnh thâm sâu, tự đắc được lợi ích thâm sâu, pháp hỷ sung mãn. Ngài bèn đảnh lễ Di Già đại sĩ, rơi lệ buồn rầu khóc lóc, đi nhiễu quanh Di Già vô lượng vòng, hâm mộ chiêm ngưỡng Di Già đại sĩ, sau đó từ tạ mà đi về hướng nam để tham vấn vị thiện tri thức khác. Kinh Hòa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, năm trưởng giả giải thoát, phó thác thứ năm phương tiện cụ túc trụ. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử suy ngẫm môn các Bồ Tát vô ngại giải Đà La Ni quang minh trang nghiêm, thâm nhập biển môn lời nói của các Bồ Tát, nghĩ nhớ môn phương tiện vi tế của các Bồ Tát, biết tất cả chúng sinh, quán sát môn tâm thành tịnh của các Bồ Tát, thành tựu môn căn lành quang minh của các Bồ Tát, tịnh trị môn giáo hóa chúng sinh của các Bồ Tát, minh bạch môn nhiếp chúng sinh trí của các Bồ Tát, kiên cố môn trí nguyện ưa thích rộng lớn của các Bồ Tát.